Anh được biết là Ngô Thanh Vân là một trong những nghệ sĩ có một lối trang phục hết sức tinh tế. Và không biết lý do nào mà Ngô Thanh Vân luôn chọn xuất hiện với hình ảnh của trang phục Đỗ Mạnh Cường. Phải nói là Vân là một fan của Đỗ Mạnh Cường từ trước tới giờ. Từ những ngày mà Vân bắt đầu hiểu được về xu hướng thời trang thì do Cường hướng dẫn. Và từ đó trở đi thì Vân thấy rằng là thực ra cái thiết kế của Cường rất là thích hợp với Vân. Bởi vì Vân luôn chọn cái lối ăn mặc rất là đơn giản, cũng như mọi người cũng hiện nay. Thì ngày hôm nay Vân với một bộ thiết kế như thế này phải nói là rất ưa là Đỗ Mạnh Cường. Bởi vì Cường luôn luôn thiết kế cho Vân những mẫu thiết kế rất là đặc biệt cho những cái chương trình đặc biệt. Với một cái chương trình ngày hôm nay thì Vân tại được đặt rất là háo hức để xem bộ thiết kế mới nhất của Đỗ Mạnh Cường. Trang phục Đỗ Mạnh Cường từ kiểu dáng cho tới chất liệu vải đều rất là tinh tế và em cũng rất thích trang phục Đỗ Mạnh Cường. Lúc nào chị mặc vô chị cũng cảm thấy mình tự tin. Tự tin. Lúc nào cũng xinh đẹp. Xinh đẹp. Sang trọng. Tôi biết là anh Đỗ Mạnh Cường là một trong những nhà thiết kế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Và với show Những Cảnh Vườn Cuối Thu, nó cũng giống như những show trước đây của anh Cường, luôn là một trong những show thời trang được mong đợi nhất với những người hâm mộ thời trang. Và Gia đang rất là chờ đó để được xem show diễn ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đang gặp gỡ với Tăng Thanh Hà, một trong những nàng thơ của Đỗ Mạnh Cường. Xin chào em. Em suy nghĩ như thế nào về những bộ trang phục của Đỗ Mạnh Cường và em cảm thấy như thế nào khi mà em mặc những trang phục của Đỗ Mạnh Cường? Thực sự đối với những trang phục của anh Đỗ Mạnh Cường thì đối với Hà, cái sự mà đầu tiên mà ấn tượng đối với Hà thì lúc nào cũng rất là đơn giản nhưng mà rất là nổi bật. Và với cái bộ sưu tập như này thì Hà cảm thấy rất là ấn tượng. Cảm ơn em và chúc em luôn luôn đẹp, luôn luôn rạng ngời và nổi tiếng hơn nữa trong trang phục của anh Đỗ Mạnh Cường.
thiết kế riêng cho một thành viên là không có được màn dài, không được màn trong show nữa. Thật ra là Duyên rất là vui và cũng rất là hãnh diện. My lover brings, he brings.